Ba mẹ trẻ từng đối mặt với cái chết khi du lịch mạo hiểm, Tà Năng đã chia sẻ kinh nghiệm xương máu. Trước thông tin một phượt thủ đã mất tích và tử vong khi du lịch cung đường Tà Năng gây xôn xao cộng đồng mạng, chị Nguyễn Hồng Thu đã chia sẻ kinh nghiệm xương máu của mình khi vượt cung đường nguy hiểm này. Theo diễn biến được kể lại từ nhóm bạn đi phượt chung với Kiện, bạn chỉ tách đoàn được tầm 2 đến 5 phút thì mọi người đã hoàn toàn mất liên lạc với bạn. Lần cuối trưởng nhóm gọi cho Kiện chỉ nghe Kiện nói là đi xa lắm rồi và không thể quay lại được. Mất 8 ngày hàng trăm người tình nguyện mới tìm ra được dấu vết của Kiện chứ chưa bàn đến việc đưa thi thể anh lên. Nếu cuộc tìm kiếm này không có sự giúp sức hết mình không màn gian nguy của An Hem phượt miền Nam, đội ngũ leo núi chuyên nghiệp Đà Lạt và hội leo núi Everest thì chắc chắn thi thể của anh sẽ mãi nằm tại tầng 4 thác Lao Phào, nơi mọi người đã phát hiện ra Kiện. Theo chị Hồng Thu, cuối tháng 9 năm ngoái, vì muốn cho hai cô con gái nhỏ trải nghiệm du lịch khám phá, nên chị cùng mấy bạn đồng nghiệp mua tour đi tre cung đường Tà Năng. Vốn là người không biết sợ là gì, nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy kinh hoàng khi phải đối mặt với cái chết. Hôm ấy, sau khi đi bộ một chặng đường dài gần chục km, chỉ còn một con suối nữa là đến khu cắm trại. Khoảng tầm 4 giờ chiều, một cơn mưa như chút nước bắt đầu đổ xuống, chị Thu nhớ lại. Theo lời chị Thu, lúc đó, đoàn bị tách làm hai, con gái lớn của chị cùng vài người bạn sang được bên kia. Suối, còn chị cùng con gái nhỏ cùng 7 bạn nữa bị kẹt lại ở bên này. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nước từ trên rừng đổ xuống ầm ầm, con suối hiền hòa bỗng nhiên gầm thét dữ dội. Dưới cơn mưa đó, cả đoàn ở hai bên suối chờ nhau. Một tiếng, hai tiếng mưa không ngớt, nước suối không rút, trời thì sầm sập tối. Otter, người dẫn đường không có dao, chẳng có dây thừng, bật lửa ướt sũng cũng chẳng thể bật nổi lửa, sóng điện thoại tuyệt nhiên không có một vạch nào, bóng tối, mưa và cái lạnh bắt đầu bủa vậy. Bạn Si, cô con gái 12 tuổi của chị Thu bắt đầu run vì lạnh và sợ. Tận cùng của tuyệt vọng, mình bảo với Porter và mọi người trong đoàn, không thể chờ được vì trong điều kiện này, nếu kẹt ở giữa rừng, đêm nhiệt độ xuống thấp, không bạt, không lều, quần áo đồ đạc ướt sũng, kiểu gì cũng chết, chỉ bằng liều quay ra, mệt cũng phải quay ra. Mọi người đồng ý, chị Thu cho hay. Ngay lập tức, đoàn 9 người còn lại quay trở ra khỏi rừng, còn những người bên kia suối tiếp tục đi lên đỉnh đồi để dựng trại. Con đường đi về cực kỳ gian nan, cả đoàn phải băng qua 4 con suối. Có chỗ thì phải bám thanh tre để bò qua, có chỗ lòng suối rộng như một con sông nhỏ, nước ngập đến gần cổ, phải nắm tay nhau, chân phải bám thanh gỗ mà đi. Trộm vía, lúc đó chỉ cần một người ngã là cả đám chết theo. Trong hoàn cảnh ấy, mình chỉ biết ngửa mặt lầm rầm khấn thần rừng, khấn trời, khấn Phật để xin cho mọi người an toàn vì thật sự con người hoàn toàn bất lực trước sự hung hãn của thiên nhiên. Cũng may, đến gần 1 giờ sáng mọi người ra được đến đường và ngày hôm sau, con gái lớn cùng mấy đồng nghiệp sau khi cắm trại an toàn trên đỉnh đồi cũng trở về, chị Thu kể. Cũng sau chuyến đi khủng khiếp đó, chị Hồng Thu đúc rút được những kinh nghiệm nhớ đời. Được biết, cung đường rừng Tà Năng trải qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận với độ dài hơn 50 km. Đó là cung đường tre đẹp nhất Việt Nam và là vùng đất chuyển tiếp từ cao nguyên xuống duyên hải miền Trung. Tuy nhiên, Tà Năng, Phan Dũng là cung đường rất khó chinh phục và đặc biệt nguy hiểm trong mùa mưa bởi tính chất địa hình đồi núi. Vào mùa khô, Tà Năng nhuốm màu cỏ cháy, đến con suối cũng yên ả, hiền hòa. Doing crazy dreaming.
một chuyến hành trình đi tìm một cái nơi để mà cắm trại qua đêm. Ok mọi người.